Tháo xong rồi, bây giờ em sẽ test cho các bác nghe thử khi chiếc âm ly Nhật mà người Đức thiết kế này đánh loa Mỹ thì nó thế nào. Và đương nhiên đã đánh loa Mỹ thì phải thử một cặp loa Mỹ gấu. Em sẽ test cặp loa Sony Vega VM15 bass 40 nhá, cặp bên trái trong cái ba đôi này đấy. Các bác nghe thử nhá. Tranh duyên xin lui về nương nhờ cửa Phật Hoa Di Đà. Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết nỗi sầu triền miên để lại thấy đường chàng bất đau trong tim nàng mang. Đường chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng đem vào tâm. Ra sao yêu thương hướng chi đường lại là công chúa bằng tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian chàng gieo thân rắn trong biển lửa tràn để lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Tham thân đang ngóng ngóng bên nhau, do người không biết thương nặng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa thương sang. Giọt lệ rơi trong đêm chân vội phũ phàng, hương cho cơn sắc hóa tan.